Tại sao phải sử dụng cái canxi dưỡng cây này để chúng ta thay thế phân bón NPK trong cái giai đoạn chăm sóc cây trồng cây sầu riêng, cây mít, cây ổi? Rất là nhiều quý bà con chúng ta trồng cây sầu riêng, trồng cây mít, trồng cây ăn trái sử dụng cái canxi dưỡng cây này mà không cần phải sử dụng phân bón NPK. Tại sao bà con? Tại trong này nó có vừa có đa lượng, có vi lượng và có những cái khoáng chất đầy đủ cho cây trồng của chúng ta ở dạng dễ hấp thụ. Một trong những cái canxi dưỡng cây và đầy đủ các cái dưỡng chất. Một canxi dưỡng cây này 5 lít chúng ta pha cho 2.000 lít nước chúng ta tưới gốc. 2.000 lít nước chúng ta tưới gốc đối với cây mới trồng chúng ta tưới có thể 2 lít, 3 lít. Cây 1 năm chúng ta có thể tưới 10 lít. Cây 2 năm đến cây 3 năm chúng ta có thể tưới 20 lít. Cây 4 năm, cây 5 năm chúng ta có thể tăng lên cái liều lượng một chút xíu. Một canxi dưỡng cây này chúng ta pha cho 2.000 lít nước. Vậy cây mới trồng chúng ta tưới cho cây 2 lít. Pha 2.000 lít nước cho bà con này, pha nó ra là nó rất là lỏng và chúng ta sẽ thấy được cái lượng mà hấp thụ rất là dễ hấp thụ. Cái cây chúng ta nó sẽ ăn cực kỳ nhanh và ở một cái dạng dễ tiêu. Đây một trong những cái dạng đậm đặc có đầy đủ các cái dưỡng chất, có đa lượng, có vi lượng và có các khoáng chất cụ thể hết ở trong cái canxi dưỡng cây này. Thành phần ở trong canxi dưỡng cây này có ghi rất là rõ ở bên ngoài màn hình của chúng ta. Và cái nguyên liệu ở trong này bổ sung thêm đó là tăng cường cái acid fulvic, cái dinh dưỡng mà tự nhiên có đặc tính tự do liên kết với các cái chất dinh dưỡng và khoáng chất. Cái tinh chất siêu nano nhỏ đến mức có thể di chuyển qua màng tế bào, bổ sung amino acid rong biển, tạo biển các cái acid amin có bo và tăng cường cái phụ gia đảm bảo cái hàm lượng diệt độc tố tự nhiên trên đường hữu cơ cho sản phẩm. Tổng hợp 17 loại acid amin cùng với các cái nguyên tố hiếm giúp cho cây trồng của chúng ta hạn chế nứt thân, xì mủ, khử chua, hạ phèn, cải tạo đất, hút nước và các khoáng chất tốt, hạn chế cái tình trạng bó rễ, ngạt rễ, giải độc hữu cơ, hạ phèn, hạn mặn, ngộ độc và các cái hóa chất nông dược. Đó, kích thích cây để nhánh, nhiều nhánh và tăng chồi hữu hiệu, mập chồi, bung đọt, cứng cây với cái diện tích cái lá lớn, kích thích cái cây chúng ta phát triển cực mạnh và cái bộ lá nó dày, nó bóng lá, đâm chồi xung cây và tạo tán khỏe, tạo cho cái cây chúng ta một cái sự sung mãn, tăng năng suất, bung chồi và giúp cho cây chúng ta có một cái bộ lá nó khỏe, giúp cho đất của chúng ta có một cái nền tảng cực kỳ tốt, giúp cho đất chúng ta có một cái độ mùn, giúp cho đất chúng ta có một cái hệ vi sinh vật phát triển cực kỳ mạnh và cây chúng ta ra rễ cực kỳ nhanh và giúp cho đất của chúng ta hạ phèn cực nhanh. Đây là trong những cái sản phẩm mà không cần phải sử dụng phân bón NPK, không cần phải sử dụng phân bón hóa học có đầy đủ ở trong cái can siêu dưỡng cây này. Một can siêu dưỡng cây như thế này chúng ta pha cho 2.000 lít nước bà con, chúng ta tưới gốc ở một cái dạng dễ tiêu nano, đưa xuống là cây hấp thụ liền, qua thủy phân xong rồi qua gia nhiệt và ở một cái dạng nano là những hạt siêu phân tử cực kỳ nhỏ, nó sẽ đưa thẳng trực tiếp vào ở trong cái màng của tế bào và khi nó kết vào cái màng của tế bào, nó đưa lên cái bộ rễ chúng ta, nó sẽ hấp thụ và nó đưa lên ở trên cây chúng ta, nó sẽ nhanh ăn hơn ở một cái dạng dễ tiêu. Bà con chúng ta trước khi chúng ta xài á, chúng ta có thể xới nhẹ cái đất, hay chúng ta xới nhẹ cái đất cho nó xốp xong rồi chúng ta tưới nhẹ cái nước, xong chúng ta pha siêu dưỡng cây này, chúng ta tưới xong rồi chúng ta tưới thêm miếng nước nữa. Còn đối với mùa mưa thì không cần bà con, mùa mưa thì bà con chúng ta có thể tưới liền siêu dưỡng cây luôn, tại vì trong đất chúng ta đã có độ ẩm rồi và nước mưa nó sẽ cũng đưa xuống rồi, cây chúng ta nó nhanh hấp thụ. Và một cái can siêu dưỡng cây thì chúng ta pha cho 2.000 lít nước, vậy thì nửa lít như thế này, mình trút ra nửa lít như thế này, chúng ta pha được cho 200 lít nước. Rẻ không? Quá rẻ, trời ơi rẻ quá. Hiệu quả không? Hiệu quả là cái sản phẩm này trực tiếp từ nhà máy đến tận tay bà con nông dân của chúng ta, không có qua một cái đại lý trung gian nào hết. Đây là một trong những cái sản phẩm mà ưu tú nhất mà bà con chúng ta có thể nhìn thấy cái kết quả liền. Nhiều bà con chúng ta đã sử dụng và để lại những cái bình luận 5 sao, để lại những cái tín hiệu 5 sao và đặc biệt sản phẩm này là một trong những cái sản phẩm mà nâng cấp tốt hơn, mạnh hơn, giúp cây chúng ta sung mãn hơn. Đây ở trong cái giỏ hàng đó bà con. Còn bây giờ bye bye.